Vụ 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc, xác định nguyên nhân tử vong và tiến hành chôn cất. Qua khám nghiệm tử thi trước đó, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân tử vong của 7 thi thể không có dấu hiệu tội phạm. Chiều mùng 1 tháng 10, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, sau 2 ngày liên tục phát thông báo tìm thân nhân của 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc, nhưng vẫn chưa có người liên hệ để nhận diện. Trước tình hình các thi thể có dấu hiệu phân hủy nặng, cơ quan chức năng đã tiến hành chôn cất các thi thể này tại Nghĩa trang Nhân dân thành phố Phú Quốc. Qua khám nghiệm tử thi trước đó, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân tử vong của 7 thi thể không có dấu hiệu tội phạm. Bên cạnh đó, tiến hành giám định và lưu giữ lại mẫu để trong trường hợp có yêu cầu xác định danh tính về sau. Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều ngày 29 tháng 9, người dân và lực lượng chức năng phát hiện nhiều thi thể trôi dạt vào bờ tại khu vực bãi trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. 7 thi thể được xác định đều là nam giới. Trong đó tìm thấy ví 2 nạn nhân có căn cước công dân của Trung Quốc.